Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1. Bên em có lên một clip video giao lưu với cả nhà mình những phô mai vàng đẹp. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em. Và em gửi đến lời cảm ơn quý cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kinh mai vàng miền Nam của em nhé. Đầu tiên vô thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình. Đây là một phô mai vàng. Cây này thì rất là chuẩn. Cả nhà mình nhìn thấy trong cái thời gian qua thì em giao lưu những cái lô mai này rất là nhiều. Nhưng có cái thì em nói cả nhà mình luôn. Cây đẹp thì bên em sưu tầm thì giá thành thì tương đối gọi là cao hay cả nhà. Đây là những cây gọi là cây mình mang đi thi được hay cả nhà. Quá trời nó đẹp. Chuẩn một phôi mai vàng bonsai lùng lực. Cây rất là nét cây. Cây này vẫn gọi là vô thế bài cả nhà mình ơi. Những cây trực lắc hay cả nhà. Quá trời khéo. Cây này cái sâu ha. Hoành eo. Nhiều người cũng hay mua theo giá cây thì cũng theo cái hoành thì bên em không phải gì hay cả nhà. Nhỏ nhất của nó là 41 ha. Đây, cũ nó đây, hợp lại không chồng? Rồi, cũ của nó là được 68. Chiều cao, em đang làm của nó hiện tại chỉ có được 70 thôi. Đường kính bầu là được 75. Nói chung ra cô, chú anh chị em bắt buộc phải vô chậu bằng cái bầu này ha cả nhà. Tại vì sát cái mai rất là lớn. Vị trí cành 1, em đo của nó hiện tại bây giờ chỉ có 21 thôi. Còn đây, lên những cành 2 rất là bự ha. Đọt chủ bóp gió cây. Chi 1, chi 2, chi 3, chi phong có đầy đủ ha cả nhà. Cây này không có lỗi một chi nào hết. Đối với em thôi. Còn đối theo nhiều người thì đi theo cái lối sách vở thì thực sự ra thì nó cũng hơi khó ha cả nhà. Đế quá trời đẹp luôn cả nhà mình ơi. Đó. Cây này thì định hình mặt nào là mặt tiền cũng được hết. Hết ha. Nè cả nhà thấy không? Cành này cành huyền. Cành huyền nhìn vô thì nó khéo cực kỳ. Nó khéo luôn á. Nè. Đổ xuống dưới. Nó huyền xuống dưới ha. Mặt tiền nào em cũng thấy ưng hết trơn. Trên này nó đang bể xù hết trơn nè. Quay gần là đi chọc. Cả nhà mình thấy không, hồi đó tán đồ đinh nuôi từ phôi ra mà trên này không còn vết thẹo nào luôn. Nó bây giờ nó xù cục trở nè, đọt chủ giờ bằng ngón tay cái em. Đọt chủ á, bằng ngón tay cái em. Cái này nó liền mà cắt, liền thẹo hết trơn rồi. Những cái mặt cắt thì chỉ còn chút xíu thôi. Nè, ví dụ như cô chú chị định hình mặt này, mặt tiền cũng được nữa nè. Đó. Em đo thử cái cục đế chỗ này xem nó bao nhiêu ha, em quên đo, em xin lỗi cả nhà. Học lại em chồng. Rồi, hợp lại không? Rồi đây, em đo ở đây. Thước dây của nó hiện tại là 1m43, coi 1m4 hay cả nhà. Bởi vậy cái cây mai của mình nó không có thể nào mà nó nhỏ được hết hay cả nhà. Bởi vậy là nhiều khi anh em mình hay bấm là bấm theo cái hoành. Ui, cái hoành cây mai nó nhiêu đó mà sao mà giá vậy? Không hay cả nhà. Cây mai thì nó, cái hoành nó chỉ chiếm một phần nào đó của giá trị của cây thôi. Quan trọng nhất là cái thân thủ của nó, quan trọng nhất là cái cốt cành của nó. Nó có liền hay là không, chẳng hạn như là nhất đế, nhì thân, ba tâm cành, yếu tố thứ tư bông đẹp hay không là quan trọng nhất là em cũng nói trả lời luôn nè. Vô vườn lúc bứng á, vẫn có 5 cánh, vẫn có 7 cánh, vẫn có 10 cánh, nhưng mà đôi khi 10 cánh mình đang nhìn cây kế bên, còn cây này mình chưa thấy mặt đông, rồi mình dám bao bông không? Không bao giờ em dám bao bông ha. Rồi, cây này, cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay, em xin bằng phép cho lưu, giá của chú anh chị em 62 triệu, em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em 0912 256 200. Giờ em lên cây số 2 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 2 ha cả nhà. Cây này thì hôm qua thì em cũng có nói cả nhà mình luôn nè. Em mua về em sưu tầm một cây cành phóng. Đó, nhưng có cái mang về nhà thì ngày hôm nay không có cây, chỉ có một cây một thôi. Ngày hôm qua bứng 3 cây mà bán hết 2 cây rồi. Thì không có cây lớn lên thì em lên luôn cây này luôn ha cả nhà. Cây này là một phôi mai vàng tự nhiên. Nhiều khi anh em mình cũng hay nói là cây này tài dám bao bông không? Em không dám bao nè. Mình mua bán thì cứ rõ ràng đi, em không dám bao. Cây này thì cả nhà thấy cái cành một của nó múa nè, múa phóng cực kỳ đẹp luôn á. Nó lái mà nó lái rất là duyên dáng ha cả nhà. Sát cây mai ngoài rất là bự luôn ha cả nhà. Hoành thì nó không có lớn tại vì nó có cái củ. Thường thường những cây mai á, cái dàn chân trước này nè, nó khó lắm. Mà đây cây cả nhà thấy không? Cái cành nè, múa nè. Có nguyên cọng rễ này, cọng rễ này chắc trên 20 hoành nữa cả nhà. Cọng này rất là bự ha. Rồi em đo thông số. Hoành eo nhỏ nhất hiện tại là được 50 ha cả nhà. Đây, cái củ nó đây ha hai cả nhà. Củ đem đo chỗ này không là 85. Củ nạc của nó ha, 85 86 nè. Chiều cao là được 88. Cái đường kính bầu em đang làm từ bên này qua tới bên này của nó, chính xác của nó là được 95. Cô chú chị về nhà kiếm cái chậu dĩa mà lọt lòng nó từ 90 á, cô chú chị vô mới vừa cái này ha. Tại cái này nó cho tự nhiên mà,
những cái cọng rễ này kia thì mình không có dám chặt. Với phần em làm bầu vậy nè, bên còn có tắc cử, bên này còn có tắc, thì bắt buộc cô chú chị phải vô một cái chậu dĩa. Cái cành mà cành phóng này nè, nó rất là bự ha ha cả nhà. Em đo thông số cành phóng này là được 31 nè. Còn cái cành một bên này là được 29. Cái đọt chủ đúng ra phải hạ nữa ha cả nhà, nhưng mà tùy người, người muốn ghép á, cái này á, thì em để nhiều cái tược trên này lắm. Về nhà của chúng chị lọc lại, của chúng chị ghép vô, hai của chúng chị tán đây luôn, nuôi nó sẽ không bị đơ ha ha cả nhà. Đó, còn cái chi phóng của nó nè, trên này vẫn có một cái chi lợp, chi đuổi nè, chi đuổi nè. Còn đây mình cứ lợp ra ha, cái chiều sâu cái này rất là khéo luôn, tại mình nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trên hình rất là nhiều ha. Nè, quay về nhiều khi anh em mình chê chê cái điểm này không có đâu nha, nhìn ở ngoài nó sẽ khác ha ha cả nhà. Mặt cắt thì em 1, 2, 3 mặt cắt, 3 mặt cắt, 4 mặt cắt, nhưng có cái mặt cắt 1, 2, 3 ha. Còn đây mặt cắt đầu cành không ngại đâu, em sẽ dán với bạc vô hết ha. Rồi, cây này là cây số 2, một cây mai sát siêu bự luôn. Em xin bằng phép giao lưu, giá của chú anh chị em 24.500, em bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại của em 0912256200, dậm lên cây số 3. Dạ rồi, lô này là lô mai sắp đế hay cả nhà, bonsai lùng lực. Đó, những này của chú chị vô chậu từ 35 lên tới 40 lên tới 50, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nồ đế khủng hai cái nè. Quả neo nhỏ nhất của nó hiện tại 24, tổng cái cục đế nè, cục đế đặc ha, 86, chiều cao siêu lùng lực luôn, 25, đường kính bầu em đang làm của nó hiện tại 45. Cây cốt một có, cốt lợp có, mặt thẹo lắp 100%, cây này rất là liền lạc cây. Đó, những cái mẫu này thì mình nói mẫu đế bàn thì cũng không đúng, mà lẩu mà mở mini thì cũng không đúng, này nó tầm trung hay cái nha. Nè, cụ đế em để lòng bàn tay lên nè, rất là bự ha cái nha, nó không có nhỏ. Bắt một chi một đột chủ đi lên, hạ cành này xuống nè, cành này cành lợp hoặc đuổi ha ha cái nha, cây nó khéo cực kỳ. Rồi, cây này mã số 3, em xin bản phép cho luôn, giá cô chú anh chị em 3.7 triệu, em bao ship toàn quốc nha, dậm lên cây số 4 à. Dạ rồi, cây này là cây số 4 hay cả nhà, một cây mai cả nhà anh thấy không, sát cây mai này nó siêu bự, nó sâu. Cây này em nói cả nhà mình luôn nè, nếu mà nói cây này mà hai cây này em không chịu nha. Đó, đúng là mình nhìn vô cái cảm nhận mình nó hai cây nhưng không phải. Cái cây này là thân chính, cái này là từ cọng rễ, lâu lâu cả nhà mình trồng cây á, từ rễ đi lên nó mọc lên vậy nè. Đó, chú vườn tận dụng luôn, nuôi luôn, nó nuôi thả cốt rồi lên, bây giờ cái này nó bự bằng luôn. Đó, bởi vì chủ vườn nuôi cây rất là khéo ha ha cái nè. Quả neo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 25. Đây, cái này nó lợi hại là cái này nè, cái cục đế đặc của nó không 1m02, chiều cao hiện tại là được 40, đường kính bầu đang làm của nó là được 52, cốt cành có sẵn. Cái này của chú anh chị mà về nhà, nếu là em không bỏ đuôi đâu, em lấy nuôi luôn, nuôi làm một cái chi lên gì nè, một cây nữa ha ha cả nhà. Nó bắt một cái phong tà nhỏ gọn đây, còn đây mình vẫn nuôi theo cái cây trực bình thường ha. Cây thì nó không có thẻo dít gì ha cả nhà, liền lạc cây lắm. Mẫu này cây số 4, em xin mạn phép cho luôn, giá của chú anh chị em 5.8 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em 0912256200, dậm lên cây số 5. Cây số 5, một cây mai vàng ục ạ ục ịch, nồi đế tròn quay luôn ha cả nhà. Tiếc có cái độc chủ cái này hơi cao. Hoành eo nhỏ nhất hiện tại 28 hay cả nhà, cái cục đế đây là được 88. Cái đường kính bầu em làm hơi bự ha, đường kính bầu em làm tới 52. Vài đế của nó chỉ có 35, của chính trị vô chậu 40 ha. Chiều cao hiện tại là được 38. Cái này nhìn ngoài nó mập lắm ha, mập cực kỳ luôn. Cốt 1, cốt 2 có, cốt 2 hơi mượn chút xíu hai cái nè, rất là lực cây. Mẫu này thì không có gì để tả nhiều, mình của nó dạng như giáng long. Em xin bằng phép cho lưu, giá của chú chị em 3.500.000, em bao ship nha, dậm lên cây số 6 à. Dạ rồi, cây này là cây số 6 ha cả nhà, một cây mai cành quái. Nếu mà cây này nó là cái cây trực á, đế mà nó bốn mặt luôn á, đế cây này vẫn là bốn mặt, nhưng có cái nó và cái thế của nó hơi bạc qua một bên, thì nó sẽ không có phải gọi là một cái cây mai mà bạc phong. Cây này thì nó dạng cây quái quái ha ha cả nhà, mình nuôi vẫn như kiểu bạc bạc vậy thôi ha. Mà bẻ con này đẹp quá. Hoành neo nhỏ nhất của nó hiện tại 24,
Tổng cái cục đế của nó là 81. Chiều cao em đang làm của nó 37. Đường kính bầu em đang làm của nó là 42. Đế rất đẹp, đế rất là quái. Đó, mẫu này thì em không có tải nhiều cho cả nhà mình được, tại vì mình quay video nó rất là thực tế, nó không có phải là mình đứng xa vậy nè. Đó không ha. Em quay lúc nào cũng thực tế hết. Mẫu này em giao luôn cả nhà mình luôn, 3,7 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Giờ em lên cây số 7. Dạ rồi, cây này là cây số 7 ha cả nhà. Cây này thì nói chung ra cút 1, cút 2 nó đóng rất là khéo. Nhiều khi mình cứ thấy nó, ví dụ như bây giờ cút 1 nè, nó nằm hơi lái gần trước xíu, cút 2 nằm hơi gần sau xíu, mình cứ nghĩ nó không có được sạc nha. Không nha, mình phải dứt dắt. Ví dụ như giờ chi 1 đánh cái gọng ra cái thì về sau nằm ở đây, chi 2 nằm ở đây ha, là nó chuẩn cây rồi. Còn chi 3 nằm đây nè, đó, chi 4 nằm sau lưng. Em là tính cái chi phong lúc nào nó là chi 4 hay cả nhà, nhưng thực sự á, cái chi phong nó thì em theo em thấy mấy anh kia hay tả chi phong nó là chi 3. Đó, em không biết thì nó theo cách của em nha. Tại em không có học qua trường lớp hay cả nhà. Quanh eo 29. Chiều cao của nó hiện tại 23. Đường kính bầu em đang làm của nó 50. Cái cục đế này của nó nè. Rồi, thôi nó đã. Cục đế của nó không là 95 hay cả nhà. Nói chung ra thì những cái cây bonsai á, khi mà em đi xét cây á, thì em nhìn vô mắt em sẽ không có bao giờ nhìn đế. Nếu mà có đế thì đập vô mắt mình phải nhìn thôi, nhưng có cái là em đi xét cây em nhìn thân thủ. Đó, nhìn thân thủ. Tại sao mà những lô mai này em không nhìn đế? Tại vì sao? Là cái lô mai này họ đã sắp đế rồi. Thì khả năng của mình nhìn vô nó 70%, 80%, lô mai này đế đẹp. Đó, trước mắt cái bước thứ hai mình chỉ là đi xét thân thủ nè, cho nó khéo thôi hai cái nè. Đó, cây cực kỳ gọi là nét cây. Đó, bắt chi dọn được chủ con trai múa này ra nè. Dây ha cái nè, dây nó sẽ khéo. Rồi, mã số 7 em xin mang phép cho luôn, giá của chú chị em 4,5 triệu, em bao ship nha. Giờ lên cây số 8. Cây số 8, một cây mai vàng siêu phẩm của ngày hôm nay. Cô chú chị nhìn vô thì cái cảm nhận của mình lúc nào cũng vậy. Cây á mà nó có cái chi nằm ngay trong cái mông của cây mai vàng, thường thường sẽ gọi là thú ha cả nhà. Nhưng á, em đi nhiều nơi lắm, nhiều kia anh em cũng hay nói cái này nó là cái chi một. Thì đúng, tại vị trí đầu tiên gọi là chi một, nhưng mà riêng em, cá nhân em nhìn nó thú ha cả nhà, vẫn là thú. Em hay gọi là cái đuôi, cây này cái sầu ha. Cái giọng em ngày hôm nay nó hơi bị đau cổ họng xíu ha cái ha cái nè. Mỗi lần nói chữ he cái là nó bị liền ta. Quả neo nhỏ nhất của nó là 25. Cục đế này nè, cây này cái sưu tầm ha cái nè. Đó, mỗi lần nói chữ he là bị à. Cái cụ đế của nó là được 75. Chiều cao em đang làm của nó là được 34, cái đường kính bầu em đang làm của nó là được 46. Vai đế từ bên này qua tới bên này 30, cô chú chị vô chậu 35, cây này hợp lệ. Cô chú chị đừng có nghĩ vô cái chậu 30 lên tới 35 là những cái cây mai giá trị không có, không ha. Giá trị đều có, nhưng có cái là quan trọng nhất là cái thân thủ của cây mai. Em hay xét cây mai là đế thân cành phải sao hoàn hảo với nó. Ví dụ như cây này được thân, được cành mà nó không có đế thì cây nó đâu có giá trị. Thì cây này có đầy đủ 3 yếu tố. Còn yếu tố thứ tư, bông đẹp, cô chú chị về nhà phải ghép vô. Cây mai xù, mẫu này giao lưu cả nhà mình 5,5 triệu, em bao ship toàn quốc. Giờ em lên cây số 9 nè. Dạ rồi, cây này là cây số 9 ha cả nhà. Nè, cục đế quá trời, cây này cái xù. Rất tiếc cộng bên này hơi nhỏ ha. Đó. Mình cứ nói chữ he vô thiệt tình. Trái mày quá trời ơi. Quần eo. Nhỏ nhất của nó hiện tại 34. Cây này mà cái cục đế nó còn quay, cây này nuôi khéo. Cục đế của nó 90, tròn thì tròn nó, nhưng mà cái cộng đế của nó bên này nó hơi nhỏ. Chiều cao hiện tại 29, đường kính bầu em đang làm của nó 50, quay tổng thể. Cây nét cực kỳ nét. Em chạm nè, em chạm đây có mặt cắt nè. Bắt chi nằm đây nè, xuống đây. Chi đuôi nằm xuống đây. Chi gan như 1, 2 nè, cọc chủ đi lên ha. Múa này ra đây, cọc chủ đúng ra nằm bên này. Tại bên này chi 3 nằm đây. Sau lưng còn cái này nè, còn đây. Đó, đóng bò vô để ghép ha. Cây số 9 sâu ha, nè sâu nè. Đó, chi này giờ nó quắt vô đây nó dính vô đây luôn. Bởi vậy khéo thiệt. Rồi, cây này là cây số 9, em xin mạng phép giao lưu, giá của chúng chị em 4,5 triệu, em bỏ ship nha. Giờ em lên cây số 10. Cây số 10, bể gạch một lần không nói đây, bể gạch 3 lần. Lần này lần thứ tư quay clip đó. Trời đất ơi, thiệt tình. Cây nó đâu phải là cây xấu đâu cả nhà. Cây đâu phải là cây nhỏ đâu cả nhà. Cây đâu phải là cây mắt đâu cả nhà. Nó cây dáng bay nè, cục đế gì quá trời tê cả nhà mình ơi. Quần eo
nhỏ nhất của nó là 30, 29-30 ha. Rồi đây, cục đế nó đây. Cục đế nó 0,05 m. Chiều cao của nó hiện tại 31. Cái chi này quái ha, cắt bỏ cũng được, để chơi cũng được. Đây, ông chủ nằm đây, cây kéo nhựa đang lên tường nè. Đang lên tường nè. Đang nhú rồi. Đó, quay tổng thể cho cả nhà mình cùng xem. Nầu đế cực khủng luôn. Nè, em ôm nè, một mình em khiêng không nổi cái này đâu. Đó, mẫu này bán xả xui ha cả nhà. Đó, em xin bằng phép cho luôn giá của chú anh chị em một cây mai vàng cây số 10, giá 4 triệu em bao ship, không có bao giờ có giá này đâu cả nhà mình ơi. Ngày hôm nay mà nếu mà tính ra mà cái đoạn clip mà trừ ra cái cây số 1 và cây số 2 ra thì cái cây này á là cái cây mai bự nhất của ngày hôm nay, giá cực kỳ gọi là tốt luôn. Số điện thoại em 0912256200 giảm lên cây 11 ạ. Cây số 11, một cây mai giáo zin ha cả nhà. Nói chung nồi đế rất là khủng luôn. Những cái mẫu này của chú anh chị mà có đất rộng á, của chú anh chị mua về đó ươm xuống vườn vài năm sau thôi là có một cái cây mai tàn này. Nồi đế cực kỳ đẹp luôn. Đây, quay thùng số. Quanh eo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 34. Tổng cái nồi đế của nó đây, hết bầu đất, 1m36, chiều cao ném đâu gọi là 1m4. Thoát thân của nó từ mặt bầu xuống tới lên tới cái cành một, vị trí đầu tiên của nó là được 30. Cô chú chị tương tự đây, em công khai giá luôn nè, 3,5 triệu em bao ship. Cái mẫu này của chú chị chỉ cần nuôi một cái cây mai tàn tầm 3 lên tới 5 năm đi thì giá có phải là nhân bao nhiêu tiền không? Thì cả nhà mình biết rồi, mỗi người một cách chơi, mỗi người một cách nhìn nhận. Riêng em thì em sẽ không có chuyên về những cây mai tàn, nhưng cả nhà mình biết là đụng vô một cái cây mai tàn chỉnh đi, có cành đóng gì đi, giá nó không bao giờ có vài triệu đâu, chỉ có em bán thôi. Mẫu này là mẫu giảo zin, cây thay khai thác là của vườn hay cả nhà, chứ không phải là hàng bông hàng gì đâu. Rồi dậm lên cây số 12 à. Giờ tự nhiên kinh của em đi bán cái dòng này nhiều á, thì nhiều anh em sẽ nói là ui đang bán những cái kia tự nhiên bán này. Em nói thiệt cả nhà mình luôn ha, đối với em á thì không có nhỏ sẽ không bao giờ có lớn. Thì đôi khi em vô vườn em gặp những cây này giá tầm trung á, mình về mình nhà mình giao lưu với tất cả mọi người á, thì mình cũng được cả nhà mình tài nó sưu tầm về được những cái cây giảo zin nè, giá tốt nè, mua ủng hộ tiếp em ha cả nhà. Chứ riêng em không có phân biệt nó là mình phải bán hàng cao cấp ha, không có. Quanh eo nhỏ nhất của nó hiện tại 27, chiều cao cái này chưa đo sáng 1m17, coi như 1m2 à. Đế bỏ đều, đế chỗ này nó có nhưng có cái nó hơi móc vô trong, nhưng mà vẫn bè ra. Còn những mặt bên này nè, đó vẫn bung ra bình thường đó. Cô chú anh chị về nhà cây thì em giao lưu cả nhà mình luôn, cái này có 1,7 triệu thôi. Cô chú anh chị về nhà ghim xuống đất vài năm thôi cũng có một cái cây mai tàn. Chẳng hạn như giờ nhà có đất rộng đó, tài chính của chú anh chị không có thể mua cây mai tàn lớn, tôi mua cây mai tàn nhỏ về giá 1,000 triệu à. Về nhà của chú anh chị ghim xuống nó, vài năm sau có một cây mai tàn chừng trước cửa đó, giá cực kỳ yêu thương luôn ha. Rồi em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết 12 cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em. Gửi đến lời cảm ơn quý cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh Mai Vàng Miền Nam của em. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang đang ở đâu đó có coi cái đoạn video này của em, thấy bên em mai đẹp, giá tốt, xin mọi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.